đám đông trước đám người. Ừ. À, có mấy mối tình rồi em trai? Em từ miền Tây mà lên thì 26 ra thì em chưa có chính tình chính thức nào hết. Chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Nhưng mà em chỉ có thầm thương trọng nhớ thôi. Trời đất ơi, thấy thương không? Cưng ghê á. Ba mấy tuổi mà chưa dám nói lời yêu ai chứ. Bữa nay chắc chắn em sẽ phải có người thương. Người thương của em liền, để tôi hỏi bên đây có mối tình em sao nè. Dạ, hồi xưa đi học thì cũng có mối tình học sinh sinh viên. Ừ. Rồi xong ra đi làm người kia đi làm chiều về gặp bạn bè ăn uống đi chơi, cuối tuần thì cũng tụ tập bạn bè hoặc là gia đình đi du lịch này nọ kia. Thời gian cứ vậy trôi qua tới giờ luôn. Không có luôn. Dạ. Quá là tương thích để không có một mối tình nào luôn. Ủa đó giờ em chưa. Bây giờ thì mời bạn trai giới thiệu về mình nha. Kính thưa anh Vương Linh, chị Hồng Vân, chào bạn nữ cùng các anh chị khán giả có mặt trong trường ngày hôm nay. Em tên là Hồ Phi Long, sinh năm 1988. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán, đang làm ở Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn em, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả có mặt hôm nay. Xin gửi lời chào đến hai MC duyên dáng và xinh đẹp. Cảm ơn em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Trúc Lâm, năm nay 35 tuổi, sinh năm 86. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Ở đâu em? Dạ, công ty thì sản xuất ở Tây Ninh nhưng mà có văn phòng ở Hồ Chí Minh. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em ở Tây Ninh. Linh ơi, tôi chịu hết nổi rồi, ông dẫn tình được không? Gì vậy? Thơm quá à nè. Thiệt. Gì? Đồ ăn hả? Bánh tráng trộn. Trời ơi. Đúng Tây Ninh, Tây Ninh luôn. Thôi để em giới thiệu quê em luôn cho. Em làm một bài thơ đi. Rồi. Tây Ninh có núi Điện Bà, có chùa Tòa Thánh, có rừng thiên nhiên. Tây Ninh có hồ Dầu Tiếng, hồ Thiên, có một bài cửa khẩu thông thương, vành đai kinh tế của miền Đông Nam, có thêm bánh tráng muối tôm, ớt cay muối mặn, đậm tình Tây Ninh. Rồi ok. Bạn nữ là sinh năm mấy vậy? Dạ em sinh năm 86 ạ. Tuổi về hơn 2 tuổi chứ. Bên đây 33, bên đây 35. Rồi. Ok, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Mặc đồ chú rể luôn rồi, rồi chắc chút xíu là đám cưới luôn á. Đây cũng đồ cô dâu luôn rồi. Mặc rất là phu thê. Hai đứa mặc phu thê, nhìn kỹ mặt chú rể đi. Ha. Đúng không? Hợp lý. Vậy là mặt tròn. Tròn mà giống nhau nữa. Chút xíu mở ra em thấy liền. Thôi bây giờ em nói cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em ấy là tự tin, thích đi du lịch, thích dạo phố, gặp bạn bè, ăn uống, nói chuyện, tán gấp, tán nhậu gì đó. Rồi khuyết điểm. Khuyết điểm em nghĩ chắc em không có khuyết điểm quá. Không có khuyết điểm luôn. Đúng. Có quyền. Có quyền. Có quyền. Ừ. Rồi em trai nói luôn mình ưu điểm khuyết điểm nào. Em thì biết quan tâm chăm sóc lắng cho người người bình thường và không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm. Em là dân miền Tiền Giang nên rất là hiền tài chân chất. Khuyết điểm. Khuyết điểm thì em hay ít nói, không giỏi đối với đám đông trước đông người. Có mấy mối tình rồi em trai? Em từ miền Tây mà lên thì 26 ra thì em chưa có chính tình chính thức nào hết. Chưa có mối tình nhất nào hết hả? Nhưng mà em chỉ có thầm thương trọng nhớ thôi. Trời đất ơi, thấy thương không? Cưng ghê á. Ba mấy tuổi mà chưa dám nói lời yêu ai chứ. Bữa nay chắc chắn em sẽ phải có người thương. Người thương của em liền, để tôi hỏi bên đây có mối tình em sao nè. Dạ, hồi xưa đi học thì cũng có mối tình học sinh sinh viên. Rồi xong ra đi làm người kia đi làm chiều về gặp bạn bè ăn uống đi chơi, cuối tuần thì cũng tụ tập bạn bè hoặc là gia đình đi du lịch này nọ kia. Thời gian cứ vậy trôi qua tới giờ luôn. Không có luôn. Dạ. Quá là tương thích để không có một mối tình nào luôn. Ủa đó giờ em chưa tỏ tình với ai luôn hả? Dạ, như nghĩa là em tính tỏ tình nhưng mà trước tỏ tình thì người ta nói có người yêu rồi. Tội nghiệp không? Dạ. Lời tỏ tình rồi đó hả? Nghĩa là mình chưa tỏ tình nhưng mà đã biết đã có người yêu rồi. Giống như là em muốn tặng con gấu có chị Anh Đức Dung đó nhưng mà người ta trả lại tôi đó là đã có người yêu rồi. Trời ơi, thương không? Tặng gấu trả lại. Không, bây giờ ông bà khiến như vậy để mà ngày hôm nay tôi với ông được làm xui với đúng. Nhau. Đúng. Bây giờ em là muốn tìm một người yêu thế nào? Bạn gái lý tưởng đúng không anh? Bạn gái lý tưởng em thì tóc dài. Có tóc dài. Da sáng một tí. Da trắng, có da trắng luôn. Hiền lành, dễ thương, phúc hậu. Rồi, đảm bảo luôn, mặt bé này là quá phúc hậu rồi. Có mẫu hình lý tưởng giống ai không? Chắc chị Hồng Vân. Như vậy là em cầu được ước thấy rồi đó. Đó, mặt tròn tròn giống chị Hồng Vân vậy đó. Chị nghĩ là bữa nay vô rồi đó nha. Bên đây mình sao, mình mong muốn cái người bạn trai của mình sao nè? Ngoại hình cũng có nhìn tí xíu rồi tính tình thì hiền dễ thương. Đừng có gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không. Vậy không. Mà gia trưởng gì nổi hiền không gia trưởng à. Nha. Nói chung là đừng có ép buộc làm gì hết á, ai thích gì làm đó, nhưng mà ý kiến nhau thôi chứ đừng có ép buộc. Thấy được đó, hỏi gia đình đi. Em đi với ai nè? Dạ em đi với em ruột em với em dâu em.
Dạ em xin chào anh Linh và chị Hồng Vân. Em tên anh là Hồ Duy Ngâu, là em trai của anh Hồ Phi Long. Em cảm nhận thì chị gái bên đây mặt phúc hậu, dễ thương, xinh xắn, thấy cũng hiền, nhìn cũng xứng với anh lắm. Thì em cũng mong là anh chị cho nhau cơ hội. Dù sao thì hai bên cũng chưa có mối tình thì cho nhau cơ hội nha. Đó. Em đi ai? Dạ em đi với hai bên em họ. Dạ chào chú Quyền Linh với lại cô Hồng Vân và tất cả các bạn khán giả đó. Bạn muốn hẹn hò thì em tên là Thiên Ánh, là em họ của chị Trúc Lâm. Thì theo nhận xét về anh trai bên đây thì anh đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà của chị từ trước đến giờ. Chị của em cũng là một người rất là giúp đỡ người, biết giúp đỡ người khác và lúc nào cũng rất là dễ thương. Cho nên là chị cũng là người mà đáp ứng được những tiêu chuẩn mà anh đưa ra. Và em mong rằng hai anh chị có thể dắt tay nhau đi về sau chương trình này. Hay quá. Hay quá, hay rồi. Rồi mở rào. Xong xin Long cái này cho tôi nha. Bắt đầu đi Long. Dạ. Trong ngày đặc biệt này thì anh có bó hoa hồng tặng em. Rồi em cũng có món quà. Rồi đi qua bển làm cho ông Quyền Linh ổng thèm chơi cưng. Ủa Linh nhớ xin cho tôi nha Linh nha. Đó trời ơi chuyên nghiệp quá trời kìa. Nghề gọi là nghề gia truyền của Tây Ninh đó. Này là giống như em nhìn người ta làm em ấy hay là ở nhà mình có kinh doanh thêm về bánh tráng trộn không bé? Dạ ở nhà ăn nhiều nên biết làm luôn. Trời ơi làm làm phải thèm rồi ơi. Em thấy thơm ghê không? Thôi chắc là nghỉ luôn đi. Ăn bánh tráng xong làm tiếp. Dạ em mời anh với lại hai anh chị ăn luôn. Anh cậu ăn hết cái dĩa này luôn mà. Trời ơi thơm á. Quá trời quá đất luôn, có đầu phộng nữa nè. Ngon quá. Thưởng thức tí thôi. Thưởng thức tí thôi. Đưa. Cảm ơn Kim nha, chị cầm lương á. Rồi đi ra nói chuyện bạn gái đi. Dạ. Em có ăn không? Em ăn thử chưa nè, ăn miếng đi. Xong nói cái cảm nhận cho cổ vui coi. Ngon không Long? Dạ ngon anh. Tiền Giang mình có món gì không Long? Tiền Giang anh nước ăn hủ tiếu Mỹ Tho. Em là huyện nào? Dạ em huyện Cai Lậy. Cai Lậy thì trái cây nhiều. Ừ. Con mít, có sầu riêng nhiều lắm Cai Lậy á. Anh thì hiện tại anh mới ăn trứng thôi. Nhưng mà nó có cái vị ngon của trứng. Dạ nguyên mâm chỉ thích ăn trứng thôi. Lâm cho hỏi lại là Lâm đang làm công việc gì vậy? Dạ làm bên xuất nhập khẩu à. Thì có thời gian rảnh á thì có thường đi chơi với ba mẹ hay bạn bè gì không? Chiều rảnh là đi với bạn bè đồng nghiệp, rồi tối về gia đình, rồi cuối tuần có khi đi với bạn bè đồng nghiệp, cũng có khi đi với đa gia đình đi du lịch. Hiện tại thì Lâm đang ở đâu? Hiện tại đang ở Hồ Chí Minh. Quận mấy? Gò Vấp. Ở đây anh sống cùng ai hả? Đây sống một mình. Một mình một động luôn hả? Đúng rồi. Đến được với nhau thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở Tây Ninh, ở Tiền Giang hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em nghĩ là ở Hồ Chí Minh. Thì em cũng là thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng coi như mai mốt phải đi thuê nhà đó. Nếu mà hai đứa mà quen với nhau đúng không? Thì ra tới bàn đi. Thôi mình bàn, mình kiếm vốn, mình mua nhà đi. Thì đó, vậy đó. Nếu quen, chúng ta quen nhau thì khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Tùy thôi anh, mình cứ tìm hiểu nhau đi. Thì từ từ rồi tính sau. Em nghĩ là vậy. Thích nhau ưng thì ngày mai cưới cũng được. Hay là qua năm cũng được, nó tùy thôi, nó là tùy duyên phận thôi à. Anh thích hát hò. Anh thì anh từ nhỏ giờ anh không có hát hay, nhưng mà lúc học thì anh có một bài thơ của Nguyễn Du, anh rất là tâm đắc. Thì anh có thể tặng em 4 câu thơ của Nguyễn Du. Lâm xem trang trọng khách vời, khuôn chân đầy đặn, nét ngày nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thu nước tóc tiết nhờn màu da. Em như anh đang diễn tả vẻ đẹp của em vậy. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Coi như là mượn thơ của Nguyễn Du để tả người con gái đối diện đó. Dạ em thì đam mê ca hát lắm, nhưng mà mặc dù hát hơi banh chút. Để nó vui thôi là chính mà. Chim rừng liêu lo canh thơ mộng qua, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường, mặt nhìn hai lối khó mộng tri quang lộ, xin người chi giúp giùm cho. Dạ nhiêu đó được rồi. Hãy mạnh dạn đứng lên nắm tay cô gái, nhìn thẳng vào mắt cô gái và mong muốn điều gì. Nắm hai tay luôn Long.
30 giây nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Đó. Chị anh rung với anh. Nói chung trước tiên cũng phải cảm ơn chương trình thì hôm nay đã gặp em. Nói em sao mà ông muối ông nghe được á, không là ông bắt em nói đi nói lại hoài đó Long. Dạ. Đúng rồi, nói lớn lên. Trai mà nói thở thẻ gì nói lớn đi anh. Ừ. Ăn to nói lớn lên. Đúng rồi. Cảm ơn chương trình nữa. Anh đã gặp em hôm nay thì anh đã quyết định bấm nút rồi. Em làm bạn gái anh nhé. Trời cưng chưa? Tôi là tôi ừ liền đó. Dạ thì nhìn anh cũng dễ thương, hiền. Trên đời anh miền Tây rất là hiền thà, chân chất và hiền lành. Để tay vào nút bấm đi. Thấy có thích người đối diện không? Thích anh. Thích là bấm. Bấm luôn đi em. Nói bấm nhanh lên, anh đừng nói cái này nó kia đó. Dạ bấm rồi ạ. Trời đất ơi, nói này nó kia mình hoài à, mệt chứ. Nắm tay nhau đi. Nói tình yêu đó nó phải xiên. Xiên sao? Ngược tay rồi. Cái này mới xiên được. Đó, đúng rồi, trời ơi. Xem mà phải tìm rõ gì chưa xem. Xem cảm giác giờ sao Long? Mày rung. Trời ơi, giống cô vô chú rể hợp lý vậy. Luôn đầu tiên nào. Long chứng tỏ bản lĩnh đi Long. Anh xin phép không em nghe nha. Dạ. Đó, thấy chưa? Thấy cô gái chưa? Để sát lỗ mũi vô, từ từ hít vô. Rồi, không. Ok. Mình hung lại đó, mình hung lại cho chị. Đúng rồi, hung lại luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hai bạn đưa nhau đi chơi Tây Ninh hay là Tiền Giang gì đó. Rồi đi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha.